Nếu mọi người hỏi cảm giác của Việt Anh lúc này thế nào thì Việt Anh nói rằng cảm giác của Việt Anh lúc này cực kỳ tuyệt vời. Bởi vì Việt Anh đang có mặt tại một cái sân golf mà chỉ cần nghe tên thôi quý vị đã thấy nó đẳng cấp thế nào. Đó chính là sân golf PGA Nova World Phan Thiết. Và cái tên PGA cũng đã đủ cho mọi người hiểu được rằng cái đẳng cấp của sân golf này là như thế nào. Và một trong những cái điểm mà Việt Anh cảm thấy rất là ấn tượng và thích ở cái sân golf này đó chính là clubhouse. Và đặc biệt một cái sự khác biệt của sân golf này với rất nhiều những cái sân golf khác ở Việt Nam, đó chính là có một học viện golf PGA Academy tại sân golf này luôn. Và nó cực kỳ thuận tiện đối với những ai khi mà đưa gia đình con cái đến đây vừa nghỉ, vừa có thể cho con cái của mình hoặc người thân của mình tập luyện những cái rất cơ bản của golf tại đây. Thì đó là một cái điểm rất là khác biệt tại sân golf này. Và sân golf này còn có một cái sân tập driving range để chuyên có những cú drive thật là xa. Thì đó là những cái điểm mà Việt Anh rất ấn tượng tại sân golf PGA Nova World Phan Thiết này. Hiện tại thì Việt Anh đang có mặt tại sân golf PGA Garden Phan Thiết. Và cái điều mà Việt Anh cực kỳ thú vị và hứng thú với cái không gian ở đây đó chính là những cái dãy biệt thự sân golf. Và quý vị có thể tưởng tượng rằng là nếu như quý vị có một căn biệt thự ở đây thì hàng ngày quý vị có thể trực tiếp nhìn ngắm những cú swing rất là đẹp mắt ngay từ hiên nhà của mình, view thẳng vào sân. Còn gì tuyệt vời hơn, đúng không? Đặc biệt là việc sở hữu một căn biệt thự biển tại Nova World thì Việt Anh thấy rằng là đây là một cơ hội rất là tuyệt vời. Bởi vì nếu như những lúc mà Việt Anh không sử dụng thì Việt Anh có thể cho thuê lại hoặc là thưởng cho nhân viên, thưởng cho bạn bè những cái chuyến nghỉ dưỡng ở đây cũng rất là tuyệt vời. Phải nói rằng là chuyến trải nghiệm Phan Thiết lần này đối với cá nhân Việt Anh cảm thấy rất là tuyệt vời. Cũng có một cái sự trùng hợp là thời gian tới đây khi Việt Anh có quyết định nam tiến để thực hiện những công việc cá nhân của mình thì Việt Anh nghĩ rằng là Phan Thiết sẽ là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Và các cụ thường nói là có an cư mới lạc nghiệp, cho nên rằng là Phan Thiết sẽ là một trong những sự lựa chọn của Việt Anh trong thời gian tới đây.